Hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em ha. Trong một clip mới nha. Hôm nay mình sẽ vào hướng dẫn em cách để vượt qua cái lesson 4 với lesson 5 trong cái game Rainbow Simulator 2 mới rồi vừa ra mắt ấy. Thì có những anh em mắc cái lỗi đó qua không được nha. Tất nhiên có những anh em chơi bản hack thì mình không có rành nha, tại mình chưa có cài bản hack. Thì mình chỉ chơi bản chính trên CS Play thôi. Thì cái đây anh em nào có chơi CS Play thì anh em có thể vào xem hướng dẫn này nha. Còn nếu mà ai chơi bản mod thì cái chơi mod nó mình có ý kiến ha. Đấy. Thì muốn vượt qua cái lesson 4 với lesson 5 á, bắt buộc nên phải cài cái app khác nếu mà chơi bản chính nha, mình cái đổi IP á. Thì một chút xíu mình sẽ hướng dẫn cái cài cái app đổi IP cho anh em, cho anh em cho để mình sẽ chạy cái game này được ha, để vượt qua cái thì bằng lesson 4 lesson 5. Rồi bây giờ á, anh em sẽ theo dõi cái lesson 4 trước và sau cái lesson 5, và ở phần cuối clip thì mình sẽ hướng dẫn cài cái app nó vào để anh em có thể chơi cái game này cho nó ok ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu vào lesson 4 trước. Dạ đây mình đã chạy qua hết 7 vòng rồi, mình làm lại cho anh em coi thôi. Cái trailer để trong phần lesson 5 á thì anh em phải để chính xác thì nó mới đưa vô được, nó mới móc nó chạy được. Thì có nhìn anh em cũng bị lỗi đó, nó không có móc, khó khăn quá đấy. Thiệt mà khó thiệt, nếu mà móc không canh kỹ nó cũng không vô nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào. Hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong clip mới nha. Hôm nay mình sẽ dẫn cho anh em cách để vượt qua cái lesson 4 trong cái Rainbow Simulator 2 á. Có nhiều thằng anh em mắc cái lỗi này qua không được á. Thì anh em muốn vượt được qua chỗ này thì anh em phải cài một cái trình quản lý VPN để đổi đi cái IP mình đó, tắt IP mình ra qua nước khác á, thì mình mới chơi được nha. Khi chúng ta mình chơi không được thì bây giờ mình sẽ vào mình vào cái lesson 4. Lesson 4 đây. Dạ, yeah. Thì xíu mình sẽ không chỉ anh em tải cái ứng dụng nó về máy nha. Đấy. Thì em có Trung chia sẻ cái app này nè. Cũng hay, thấy cũng hay. Chưa có dịp thử nữa, giờ mình vô mình thử cho anh em coi nha. Cái đợt thì anh em có tải về mình làm nha. Đấy. Mà chút xíu mình sẽ dùng cách tải cho anh em. Để trước mắt sẽ đi qua cái lesson 4. Rồi, nó sẽ báo mình là đề máy lên. Đấy. Bây giờ bắt đầu mình khởi động, mình bấm, mình chọn mục D này nè. Đấy. Trước mắt mình phải vào cái phần cái GPS, lít vào. Nó bắt mình phải lít vào. Nó theo mô tên hướng dẫn gì thì em làm như vậy. Lít vào cái bình xăng. Đấy, chỗ đổ xăng ấy. Rồi báo mình bấm lần nữa để trở về, bắt đầu mình trở về cái giao diện bình thường, bấm đích vô đấy. Rồi sau đó mình sẽ đá số đây này, nó báo nè đá số nè, giờ mình đã xuống chỗ D nè, đích vô đấy. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn ga mình sẽ tới ta thắng lại. Thì nó kêu mình gì làm nó đi anh em, hướng dẫn từ từ ha. Rồi mình đánh lái nè, đánh lái qua lại nè. Đấy, anh lái qua lại. Đấy. Dạ, anh lái qua lại. Đấy. Rồi. Đấy, thật tuyệt vời đấy. Rồi, nó báo là nhìn cái đường đi trên cái GPS nè. Đấy. Đó, nhìn lên đây. Thì nó thông báo cho mình biết đấy. Thì mình chờ xíu coi. Lái xe theo hướng dẫn của GPS. Ra ra ngoài đi. Đó, GPS nó nổi lên em thấy không? Nó lên đó. Sao chậm thế?
xe hơi gần hết xăng rồi, chậm dữ vậy. Trời đất ơi, nó rùa bò luôn kìa. Trời đất ơi, má ơi, có 10 km giờ vậy. Ê, rùa bò. Sao kỳ vậy? À, nhấn là buông ra nó sẽ đá số khác em ơi. Thì à. Rồi thì nó báo mình này, mình lít vô chỗ này thì mình sẽ đổ xăng, lít vô trừ ớt đi, nó kêu mình tắt máy ấy. Tắt máy à, xuống xe nó kêu tắt máy xong mình xuống xe. Xuống xe thì anh em sẽ vào cái một hình người nè, đây nè, để xuống xe, xuống xe rồi mình ra ngoài nè. Ấy vậy đấy, ra ngoài à, là chỗ này đổ xăng anh em ơi. Đấy, xin thôi, xin ạ, xin ạ. Rồi mình sẽ lướt vô chỗ này đổ xăng, được chưa? Rồi lần gì tiếp theo đây? Dưỡng giữ cho đến khi ấy nè. Trước anh à, phải là di chuyển xuống cái này nè. Đấy đấy, phải sao nữa? À đây nè, anh em nhấn vô cho cái màu đỏ nè, nhấn giữ nha, nhấn giữ rồi nó sẽ đổ xăng. Ấy giời ơi à. Cái này những em nào chưa biết chơi nha, còn em nào biết chơi rồi thôi nha, đừng vô nói về bài mất vui. Rồi đây, đây anh em ơi, đây nó kêu là gì tiếp theo đây? Sao khi xăng đã, giờ xăng ở đây rồi mình làm gì tiếp theo đây? À, bấm nút ít thoát ra. Đấy, thoát ra. Bây giờ nó kêu kiểm tra gì đây? À, đi vô vòng này. À, vậy cho cũ vô xe. À,
mở 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 ra kiểm tra. Kiểm tra gì đây? Đó gì này, đứt vô đây. À, đậu nhớt chăm dầu, chăm dầu ở chăm nhớt vào. Trời ơi à. Xong. Good. Good good good. Thì làm gì đây? À, nó ít thoát ra. Rồi, làm gì đây? Đóng lại. Ê, chăm gì đấy? Chăm gì đấy? Chất phụ gia Euro 4 này. À, xong. Rồi, làm gì tiếp theo, tiếp theo đây? Tiếp theo đây. À, bắt đầu ít thoát ra. À, đóng nắp lại. Ôi trời ơi, chăm gì hai loại vậy? Rồi. Mình ta ta gì đây? Ta. Xe. Rồi, mình đã được vô qua được list 4 rồi đó. List 4 rồi. Thành ra phải đổi. Rồi, tiếp theo mình sẽ cùng nhau vào, mình sẽ đẩy trailer xuống, móc cho cái đầu kéo mình để mình kéo nha. Đây là bài tập số 5. Ấy, hồi nãy mình đã làm bài tập số 4 rồi thì nó giữa chừng cũng kéo khó quá, mất thời gian rất là lâu mới làm được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại cho anh em những nào mới chơi thì anh em vào tiếp tục xem nha, cái list 5. Ha. Rồi bây giờ mình sẽ click vào là sinh năm nè. Đây mình trả lời là Z. Em chờ xíu. Thì hôm nay có mấy nay có anh mấy em thắc mắc chơi bị lỗi này cái thứ á, thì bây giờ mình vô mình làm cho anh em để anh em có thể làm theo nha. Clip này rất quan trọng nên cứ theo dõi hay. Rồi, Lesson 5 trailer. Đấy. Bây giờ nó kêu mình làm gì? Rời khỏi đầu kéo, mình bấm vô cái chỗ mà có cái đầu người, hình đầu người này. Đấy, hình đó, bấm vô. Rồi, mình tiếp tục mình chọn chỗ này nha. Đó, mình rời xe. Đấy. Rồi mình sẽ đi một vòng. Đó, nó kêu mình đi một vòng quanh kia để gặp cái đầu kéo á. Mình đi qua đây đi cho nó đấy đi. Mình ở chỗ này đó. Rồi là kia mình lít vô, mình lít đấy, mình nhìn lên đây nó có hai cái chỗ mà để quay cái cây chụp á anh em, để nó nâng hạ gầm của cái trailer đó anh em. Bấm đây thì nó sẽ tự động lên xuống nè, dụ như bấm này à, nó lên này, thấy chưa, còn bấm đây nó tự động nó xuống đấy. Bấm lên chứ, bấm lên trước đi, nó kia bấm lên đi đấy. Rồi đấy. Rồi sau đó mình sẽ đưa đầu kéo vô. Đó, mình sẽ đưa đầu kéo vô nha. Đưa kéo vô. Đấy, hạ xuống vừa vừa thôi. Rồi. À. Kêu làm gì tiếp theo đi. Bấm vô cái này. À. À. Đây. Ok. Cái bấm này xuống rồi lên. Ok, nâng hạ cái trailer đấy em thấy không? Ừ. Rồi bây giờ mình lại xe. Mình lên xe để mình ve cái trách vô nha. Trúc vô á. Lên xe nữa. Xe nữa. Rồi, lên xe. Đấy. Để máy lên chứ. Bấm đây xe tới.
thao tác nó hơi khó nha em nha, để ý nha. Mình có cái trailer nó ngay chưa đã, cho tới xíu đi. Đây, xe nó trước ngay nữa. Rồi, yeah. À, mình nhìn coi. Nghe chưa ta? Rồi, bây giờ mình nhìn mình rời xe nha em ha. Xuống xe. Đấy. Thế coi vô chưa, rồi lại đi mình hạ thứ coi vô chưa. Ý. Biết vô chưa nè, rồi anh em trở lên mình coi cái móc của nó nè, nó này cái lùi tới là lùi tới lùi là nó vô cái chỗ đó đó nha. Bây giờ mình qua xe mình lên xe thấy coi nó vô ngay chưa nha, cái thao tác này khó chứ nó phải chính xác nó mới vô được. Rồi lên xe đấy, về thế này về đấy. À, chưa vô nữa hả? Rồi xuống xe tiếp em ơi. Đấy. Rất là khó chỗ này. Canh không kỹ nó có vô. Hạ xuống xe nữa đúng không? Rồi, thử coi. Rồi, mình thử coi nha. Tới rồi. Nhìn nó chưa vô luôn, chưa ngay á. À, nó chưa ngay cái lỗ này, anh thấy không? Nè, cái lỗ này nè. Đây nè. Rồi, xuống xe tiếp tục nè. Anh thấy không? Rất là khó chỗ này. Nên em cầm cái ngay nó cũng vô rồi. Đây. Lên xíu đi. Đấy. Nhìn lên xíu nữa. Rồi thử coi anh em ơi, khó khăn lắm cho đâu có đơn giản đâu. Rồi lùi thử cái này tới thế coi. Chưa vô. Xuống xe tiếp này. Rất mất thời gian khi mình vô cái trailer này thôi, thấy không? Chưa có ngay cái lỗ cả.
Rồi. Để ra coi. Xuống xe khỏi ngày chưa đã. Rồi, hạ xuống thử coi. Ý dạ, chịu vô nữa. Rồi, vô rồi đó. Vô đó anh em ơi. Vô rồi đó. Ây dạ, căng ngay cái lỗ đó anh em, rất là khó. Ngay cái lỗ dưới của nó đó. Đấy. Rồi nó kêu rời khỏi xe nè. Đi xuống lại dưới đây nè. Một vòng quanh kia. Kia mình phá là gì nè, phá trong cái lỗ là đó, cái ra ấy đó, anh em thấy không? Đấy. Đấy. Rồi. Kia mình lấy lại. Anh lóc. Ok. Anh hút chứ, anh hút. Rồi. Xong rồi đó. Rồi mình đã qua vòng 5 rồi anh em ơi. Đấy, anh em thấy không? Có nghĩa là mình phải mà để cho nó ngay thì nó mới vô, chứ còn không ngay thì chắc sẽ nó không vô, nó hơi khó khăn xíu đấy, cũng chờ ngày anh em ha, đúng không đấy. Thì anh em thấy mình nó làm test thử cho anh em cái chỗ mà cây lơ, gắn cây lơ vào đó, anh em nhớ coi cái lỗ cho nó ngay. Và cái lỗ này mình sẽ quay mình trở lại mình coi cái lỗ cho anh em nè, mình làm lại cho xin năm nha anh em, vô coi lại cái lỗ nha, coi cái lỗ thôi chứ không có gắn nữa, mình thử cái test cái lỗ à. Đây đây nè, đang xem cái lỗ này nè, anh em phải đưa vô ngay cái lỗ này, anh em canh sao cho nhìn cho thấy cái lỗ đó. Đây nè, thấy không? Cái lỗ này nè đấy, cái trục nằm ngoài vô cái chỗ đó, đó thì nó sẽ bắt vô. Thì sau khi anh em dở cái trục, dở cái trailer lên xong á, anh em ve cái xe vào, anh em canh cái trục á với cái lỗ này cho nó ngay ngắn đi, thấy không? Sau khi ngay ngắn rồi anh em mới hạ cái trailer xuống, hạ trailer xuống xong anh em trở vào xe, anh em chạy ra thử coi nó có bám vô không. Nếu chưa bám thì anh em trở ra anh em dở nó nhẹ lên xíu rồi anh em lại tiếp tục hạ xuống nữa cho nó ngay nữa, ngay khớp này nè. Thì khi ngay khớp này thì nó sẽ báo là ngay khớp ha. Còn nếu mà chưa ngay anh em cứ làm hoài luôn á, sẽ rất là hơi khó khăn. Thì cái này mình bắt cái chỗ này nó có cái lỗ này, hồi sáng mình chạy mình không có để ý cho cái lỗ này nè, bởi nó hơi khó cho anh em đấy, rất là khó đấy. Đây cái lỗ này thấy không, nếu mà nhìn qua đây á, nhìn qua đây thì nó thấy nó sẽ nằm ở chỗ này nè đấy. Chứ hồi lúc mình mới chơi mình nghĩ nằm đây nè, lúc chơi mình tưởng đâu đây à, rồi nè, tưởng đâu đây chất quất à ha. Đấy cái lỗ nè, nó cái trục đó thì phải gắn ngay cái lỗ này nè, cái trục này nè thì nó phải gắn vô ngay cái lỗ này, anh em hạ xuống ngay cái lỗ đó thì nó sẽ vào nha. Chị chịu khó anh em nhìn quan sát cho kỹ á, cho mình hạ xuống cho lẹ vô trailer cho nó dễ thôi nha. Rồi sau khi xong clip này mình sẽ trở ra, mình sẽ cài cái app để cho anh em biết em vào em chơi ha. Rồi tiếp theo cài app để phát IP. Rồi này, sau khi mình đã xem cái lesson 4, lesson 5 rồi thì bây giờ anh em mình sẽ vào tải cái app xuống đó, cả cái app tên gì anh em rõ nè, đây nè đấy, WikiDVN là cái chỗ đẹp, cái này nè chính là cái app này nè đấy, anh em click vô đây rồi anh em sẽ tải xuống, đúng không anh em? Tải xuống, sau khi tải xuống xong anh em sẽ mở lên, em sẽ mở lên đấy, mở lên thì cái app này sẽ để dưới link mô tả cho anh em chơi luôn nha.
mở đây. Thì sau khi nó vào các bước anh cứ làm theo hướng dẫn đi, cứ lít 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 xong xuôi rồi mình sẽ vào cái mục chạm vô kết nối nè, anh em lít chỗ này nè. Đấy, anh em lít vào thì nó sẽ bật cái IP lên, thì nó sẽ chuyển dùng IP ra cái nước ngoài á, thì anh em sẽ chơi được cái game này nha. Nè, mình lít vô nè. Đây nó sẽ kết nối. Nó sẽ có cái biểu tượng phía trên đây nè. Mấy cái góc trên màn hình đây nè. Quảng cáo. Nó sẽ có cái góc ở trên đây. Nằm trên này cái chìa khóa đấy. Đấy. Rồi anh em sẽ vào, anh em sẽ xài được ha. Còn anh em mà muốn xài xong rồi muốn tắt thì anh em sẽ bấm vô chỗ này lại, em sẽ tắt thôi. Nè. Tắt. Nghe kết nối. Đấy, quảng cáo nữa. Quảng cáo. Đấy. Thì sau khi xong vậy thì anh em sẽ vào game thì anh em sẽ chơi được Lesson 4 nha, hoặc sẽ qua được cái dòng Lesson 4 mình đó ha. Rồi đây những cái hướng dẫn cơ bản cho anh em vào mình chơi cái game Rentus Simulator 2 ha, một cái game đang hot mấy ngày nay đấy, có nhiều anh em vào chơi đấy, sao mình đang bị lỗi đó nha. Còn đây mình không có nói gì bằng mod bằng hack gì trên nha, mình không có chơi mấy cái đó, mình không có rành, anh em nào rành thì cứ chơi đi nha. Còn này hướng dẫn cái bản chính cho anh em chơi thôi ha. Rồi có gì đó anh em không hiểu thì comment phía dưới mình trả lời, mình sẽ trả lời sớm nhất cho anh em biết. Rồi vậy nha, xin chào bye bye, nhớ like đăng ký kênh theo dõi mình nha.